Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Đinh Dậu trong năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Đinh Dậu. Trong năm Thái Tuế gây nhiều ảnh hưởng, tử vi tuổi Đinh Dậu 2020 cảnh báo những khó khăn mà con giáp này phải đối mặt. Nào là áp lực tài chính, nào là rắc rối trong công việc, đủ chuyện khiến cho bản mệnh mệt mỏi không thôi. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là Sơn Hạ Hỏa, có ngày sinh từ 31 tháng 1 năm 1957 đến ngày 17 tháng 2 năm 1958. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu về nam mệnh. Xét về sự nghiệp công danh, trong năm 2020 sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu chủ yếu ở vào thế bị động, thường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc là mâu thuẫn từ đồng nghiệp. Chẳng những thế, bản mệnh thường không chuyên tâm vào công việc, dễ nghe theo lời dụ dỗ lôi kéo của bạn bè. Vì thế mà không có chí tiến thủ, thường suy nghĩ tản mạn. Đây là nguyên nhân khiến bản mệnh khó có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề trước mắt hoặc không đủ lý trí để xác định những kế hoạch tương lai của mình. Có thể nói rằng trong năm 2020, người tuổi Đinh Dậu thiếu đi động lực và hướng đi trong sự nghiệp, vì thế khó đạt được sự đột phá. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Xét về tài lộc, bởi phạm tam tai năm 2020, tình hình tài chính của người tuổi Đinh Dậu trong năm Canh Tý không ở vào trạng thái lý tưởng. Bản mệnh dễ phải chi tiêu tốn kém trong các mối quan hệ bạn bè, anh em, dễ dùng tiền lãng phí không đúng mục đích vào các hoạt động vui chơi tụ tập. Ngoài ra, năm nay là một năm khá đào hoa với bản mệnh, tuy nhiên nên giữ lý trí khi quan hệ với người khác, không nên tiêu phí quá độ thể hiện bản thân của mình. Để có thể giảm bớt được những áp lực về kinh tế, bản mệnh cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, không dùng tiền vào những việc không cần thiết, giảm thiểu các hoạt động vui chơi. Để tài lộc tăng, hãy sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tài lộc tuyệt nhiên cũng tăng, công danh, sự nghiệp thăng tiến. Muốn phát tài nhanh và bền vững thì bản mệnh cần dựa vào chính khả năng của mình, không nên chỉ dựa vào vận may của bản thân hoặc lợi dụng công sức của người khác. Những mưu đồ không tốt sẽ khiến bạn lâm vào nhiều rắc rối, thậm chí là phá sản. Xét về tình cảm, nhân duyên của người tuổi Đinh Dậu trong năm 2020 khá tốt, đặc biệt là với những người còn độc thân, bản mệnh dễ có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người khác phái thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân hoặc là trong các buổi gặp mặt bạn bè đối tác. Tuy nhiên, vì tác động của Thái Tuế mà tình cảm của con giáp này không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra thì tuổi Dậu còn có dấu hiệu phóng túng quá độ, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp. Để vợ chồng được hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình bầu bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiếm gỗ đào để hóa giải. Khi tham gia các hoạt động tiệc tùng giao lưu, cần biết giữ mình, không nên quá chén, khiến bản mệnh trở nên thiếu tỉnh táo, làm những việc gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày thì con giáp này cũng cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế những ham muốn không cần thiết. Còn xét về sức khỏe tuổi Đinh Dậu trong năm 2020, tình hình sức khỏe của con giáp này không được khả quan, Tý và Dậu tạo thành cục diện tương hại. Thái Tuế Tý Thủy làm giảm bớt sức mạnh của Dậu Kim nên nhiều rắc rối và hung hiểm. Để sức khỏe được cải thiện, tránh được những tác động xấu, bản mệnh cần tránh đi đến những nơi ẩm ướt, nguy hiểm như là bến sông, bến đò, không nên đi đến những nơi có nhiều sát khí hoặc những chốn ăn chơi đông người phức tạp. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì bạn nên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, đến thư giãn ở nơi có nhiều cây cối, bầu không khí trong lành, cũng như là quan tâm để ý tới người nhà của mình nhiều hơn.
Nếu có thể thì cần tránh đến những nơi u ám tập trung nhiều sát khí, khiến cho vận khí của bạn chịu ảnh hưởng. Sức khỏe kém thì trong năm nay hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Về phương diện cuộc sống gia đạo, tình cảm gia đình lúc nào cũng vui vẻ, vợ chồng con cái hạnh phúc bên nhau. Còn xét về phương diện sức khỏe năm 2020, năm nay quý bà chú ý do suy nghĩ nhiều quá mà sinh ra bệnh tật ốm đau. Về tổng thể trong năm Canh Tý, cơ thể của bản mệnh dễ phải chịu tác động không tốt do tác động của các chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá gây nên, khiến đầu óc thiếu minh mẫn, dễ vướng vào những chuyện thị phi không đáng có. Con giáp này cũng dễ gặp phải vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp, các bệnh vặt như là cảm cúm, nhức đầu thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra, bạn cũng có thể mắc phải những căn bệnh nguy hiểm hoặc các bệnh do thói quen sinh hoạt không điều độ gây nên. Về phương diện sự nghiệp làm ăn, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, tuy nhiên không nên mở mang thêm công việc làm ăn, hạn chế làm chung đụng với người khác, một mình tự chủ về kinh tế trong kinh doanh sẽ tốt hơn việc hợp tác làm ăn với các tuổi khác. Vì nữ mệnh Đinh Dậu trong năm 2020 rất dễ nảy sinh khẩu ngữ, khiến cho việc kinh doanh làm ăn chung cũng sẽ gặp khó khăn. Tài chính tiền bạc của quý bà Đinh Dậu, tiền bạc hanh thông, có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc cũng như là trong cuộc sống. Để công việc được hanh thông hơn, khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Đinh Dậu trong năm 2020, tử vi tháng 1 âm lịch. Bước vào tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, người tuổi Đinh Dậu phải đối diện với nhiều rắc rối và phiền não liên quan đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe hay là tài lộc. Bản mệnh thường khó tập trung vào công việc nên mắc nhiều sai sót, thường phải nhận lời phê bình khiển trách của cấp trên. Việc này gây ảnh hưởng lớn đến sự tự tin cũng như là thái độ tích cực trong công việc của bản mệnh. Bạn thường tìm cách trốn tránh những nhiệm vụ được phân công và cũng dễ bỏ lỡ những cơ hội trước mắt. Tình trạng sức khỏe do đó cũng chịu nhiều ảnh hưởng, do bản mệnh phải chịu áp lực trong một thời gian dài. Bạn dễ cảm thấy căng thẳng, lo lắng, các bệnh vặt như là đau đầu, cảm cúm thường xuyên xuất hiện. Tình hình tài chính thì bất ổn, không có nhiều điểm sáng, không thích hợp đầu tư. Đồng thời trên phương diện tình cảm, người độc thân không tìm được người ưng ý, duyên phận chưa đến với bạn, vì vậy không nên dành thời gian vào công việc hơn. Tử vi tháng 2 âm lịch. Trong tháng 2 âm lịch thì vận thế của người tuổi Đinh Dậu vẫn khá là ảm đạm, tình hình tài lộc cũng không có dấu hiệu khả quan. Trong công việc thì bản mệnh khó được nhận vào những vị trí mong muốn, thường không được cấp trên đánh giá cao, thậm chí còn để lại những ấn tượng xấu do năng lực làm việc còn hạn hữu hoặc thường xuyên sao nhãng trong công việc. Đồng thời thì những người tuổi Đinh Dậu cũng thường xuyên mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp, khiến cho mối quan hệ xã giao không được tốt. Con giáp này cần phải tăng cường trò chuyện với mọi người, chú ý rèn luyện kỹ năng giao tiếp, không nên nóng nảy, bốc đồng, nói năng thiếu suy nghĩ. Có như vậy thì mới mong cải thiện được nhân duyên. Tình hình tài chính có dấu hiệu xuống dốc bởi bản mệnh cần chi phí nhiều cho các hoạt động xã giao mà thu nhập thì không thay đổi. Tuổi Đinh Dậu cần biết cách chi tiêu hợp lý, không nên tiêu xài lãng phí cho những thứ không cần thiết. Tử vi tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 này thì bản mệnh có nhiều dấu hiệu khởi sắc trên phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe không có nhiều vấn đề đáng lo. Bản mệnh nên rèn luyện thân thể tích cực hơn, giúp cho tinh thần phấn chấn, có tác động tốt đến sự nghiệp của mình. Về phương diện sự nghiệp và tài lộc, dù không có nhiều biến động lớn lao nhưng tuổi Dậu giữ được phong độ ổn định, mối quan hệ giữa đồng nghiệp và cấp trên khá là hài hòa, ít khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Tử vi tháng 4 âm lịch. Tài lộc của người tuổi Đinh Dậu có dấu hiệu đi lên trong tháng 4 âm lịch, tuy nhiên thì sự nghiệp vẫn không ở vào thời điểm lý tưởng, đặc biệt là trong nửa cuối tháng dễ có biến động lớn. Vào thời điểm này thì thu nhập của bản mệnh có dấu hiệu tăng lên so với tháng trước, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, bảo hiểm. Người tuổi này
phải chịu áp lực khá nặng nề trong công việc. Công việc nhiều và vượt quá khả năng có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Vào thời điểm như vậy thì con giáp này cần phải học cách biết áp lực thành động lực, không cúi đầu trước khó khăn mà luôn phải động viên bản thân tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài ra thì bản mệnh cũng cần phải giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, có thời gian rảnh thì nên tham gia các hoạt động tập thể hoặc đến những nơi thanh bình giúp thư giãn đầu óc. Tử vi tháng 5 âm lịch. Vào thời điểm tháng 5 âm lịch năm Canh Tý, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu vẫn không có nhiều khởi sắc. Bên cạnh đó thì tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm. Trong công việc, con giáp này có thể bị tiểu nhân gièm pha hãm hại, khiến cho bạn không thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất những cơ hội học hỏi hoặc là thăng tiến, thậm chí còn phải chịu sự nghi kỵ của đồng nghiệp. Tuy nhiên, dù có gặp nhiều chuyện gì đi chăng nữa thì bản mệnh cần giữ bình tĩnh hết sức, không nên tính tới chuyện trả đũa người khác, chưa chắc đã hại được người mà đã mang họa vào mình. Đồng thời thì áp lực công việc cũng thường khiến những người tuổi Dậu cảm thấy chán nản, mệt mỏi, nóng trong người. Bạn cần phải suy nghĩ thoáng hơn. Khi ăn uống thì tránh những món đồ cay nóng, nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả và rau xanh. Tử vi tháng 6 âm lịch. Tới tháng 6, tài lộc của người tuổi Đinh Dậu khá vượng, tuy nhiên chuyện tình cảm lại không được khả quan. Thời điểm này thì bản mệnh giữ thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong đầu tư, tuy nhiên vẫn tìm được cơ hội đầu tư xứng đáng, đem lại nhiều lợi nhuận cho bản thân. Nhờ có thần tài phù trợ mà những người làm kinh doanh, làm ăn có lãi, tìm được những đối tác, hợp tác, ưng ý. Trên phương diện tình cảm thì bạn cần chú ý xử lý rắc rối, đôi bên thường xảy ra tranh cãi, thậm chí là chiến tranh lạnh vì bản mệnh thường dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà bỏ quên chăm sóc cho gia đình. Tuổi Dậu cần phải trò chuyện với nửa kia nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư tình cảm của đối phương. Khi nóng giận cũng cần phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, không nên dùng những lời lẽ đay nghiến, ác nghiệt để tổn thương người ấy. Tử vi tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu có dấu hiệu phát triển đi lên rõ rệt trong tháng 7 âm lịch, còn tình cảm thì không có nhiều biến động, chủ yếu giữ ở trạng thái ổn định. Trong công việc thì bản mệnh thường có thái độ hăng hái, tích cực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, có thể một mình hoàn thành tốt nhiệm vụ một cách hoàn hảo, nhờ thế mà bản mệnh thường được cấp trên và khách hàng đánh giá cao. Trước mắt dù không thể thăng tiến ngay lập tức nhưng rất có cơ hội được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, dù đôi bên không thường xuyên được ở bên nhau nhưng hai người ngày một thấu hiểu và bao dung cho nhau. Những người còn độc thân thì khá là đào hoa, bạn có cơ hội gặp được nửa kia của mình trong các buổi giao lưu gặp mặt. Tử vi tháng 8 âm lịch. Trong tháng 8 âm lịch, tài lộc của người tuổi Đinh Dậu có điểm sáng, tuy nhiên tình hình sức khỏe lại giảm sút ít nhiều nhưng không quá đáng lo. Thời điểm này thì bản mệnh không có nhiều khoản phải chi tiêu, thêm vào đó thì bạn có thể thu được những khoản kha khá nhờ có sự may mắn cộng với đầu óc linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng. Vì vậy, về cơ bản thì con giáp này có thể chi tiêu thoải mái theo ý muốn của mình. Về sức khỏe, con giáp này không mắc phải những căn bệnh khó chữa trị nhưng dễ bị tổn thương bên ngoài. Khi đi đường thì cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông, tránh những sự cố ngoài ý muốn. Những người có việc cần phải đi công tác luôn phải đem theo thuốc dự phòng bên người, đề phòng những sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Tử vi tháng 9 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm lịch năm 2020, tuổi Dậu dễ vướng mắc trong sự nghiệp, do vậy nên tình hình tài chính cũng bị ảnh hưởng theo. Xét về công việc thì bản mệnh có tính khí nóng nảy, bốc đồng, dễ xảy ra xung đột với cấp trên hoặc là khách hàng. Sai lầm bạn gây ra có thể là tác động bất lợi đến công ty. Dưới tình huống này thì mệnh chủ cần thay đổi tính cố chấp cứng đầu của mình. Khi có lỗi sai thì nên chủ động nhận lỗi và chủ động tìm cách khắc phục, không nên có thái độ trốn tránh hoặc là đổ lỗi cho người khác. Tài lộc của con giáp này cũng không khả quan, thậm chí mức lương cũng không được đảm bảo, tình hình tài chính vô cùng thiếu ổn định. Thêm vào đó thì bản mệnh cần phải chi tiêu nhiều khoản trong cuộc sống, nên chú ý tiết kiệm chi tiêu, không dùng tiền phung phí vào những việc không cần thiết. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch, về tổng thể vận thế của con giáp này có dấu hiệu đi xuống, đặc biệt là trong tình cảm có những biến động lớn lao, sức khỏe thì cũng có dấu hiệu giảm sút. Những người đã lập gia đình thì dễ rơi vào mối quan hệ tình cảm phức tạp, nếu không biết giữ mình thì dễ gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Về tình trạng sức khỏe, bản mệnh thường hay mất ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc là mộng mị, khiến cho đầu óc không tỉnh táo, mệt mỏi. Vì thế, trước khi đi ngủ, bản mệnh nên thả lỏng tinh thần, không nên suy nghĩ quá nhiều. Tử vi tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu có những dấu hiệu tích cực trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý. Tuy nhiên, tình cảm
vẫn tiếp tục xuống dốc. Trong công việc thì bản mệnh giữ được suy nghĩ bình tĩnh, tỉnh táo, sẵn sàng đối diện với những rắc rối xảy ra bất cứ lúc nào. Nhờ việc thường xuyên phải xử lý những chuyện phức tạp mà bản mệnh cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thể hiện được bản lĩnh của mình. Bạn dễ dàng nhận được sự đánh giá tốt từ cấp trên cũng như là sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Nếu tiếp tục giữ vững, thậm chí bạn có thể chạm tới cơ hội thăng tiến. Nhân duyên tốt đẹp cũng mang lại nhiều lợi ích cho bản mệnh, đặc biệt với những người hay phải đi xã giao, công tác, bạn cũng có cơ hội gặp được quý nhân vào thời điểm này. Tuy nhiên, vấn đề tình cảm có nhiều rắc rối vì bạn thường thiếu quan tâm đến nửa kia của mình mà chỉ tập trung cho sự nghiệp, đôi bên không thấu hiểu và bao dung cho nhau, thường hay xảy ra cãi cọ. Tử vi tháng 12 âm lịch, vào tháng cuối cùng trong năm Canh Tý, mọi phương diện của người tuổi Đinh Dậu đều có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là trên hai phương diện tài lộc và tình cảm. Những người đang khởi nghiệp có thể giành được những cơ hội đáng quý, khiến cho công ty đơn vị thu được lợi nhuận khả quan, có nhiều triển vọng trong tương lai, đồng thời đánh bại được những đối thủ cạnh tranh, tạo lập được uy tín trong thị trường. Còn những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh cũng đưa ra được những quyết định sáng suốt giúp công ty phát triển đi lên. Trên phương diện tình cảm, những người có tình cảm với nhau thì sẽ nhận được lời chúc phúc của người thân, có thể tính đến chuyện về chung một nhà. Những người đã lập gia đình, có một gia đình hòa thuận, mọi khúc mắc giữa thành viên trong gia đình đều có thể gỡ bỏ nếu đôi bên bình tĩnh trò chuyện và thấu hiểu cho nhau. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Trong năm 2020, tuổi Đinh Dậu gặp hạn Thái Tuế nên vận trình không được như ý. Bản mệnh sẽ phải đau đầu bởi áp lực về tiền bạc đè nặng lên vai. Tiền kiếm được không ít nhưng con giáp này đang phung phí vào những nơi không thực sự cần thiết. Tới khi có việc cấp bách thì lại phải chạy vạy ngược xuôi. Trong chuyện tình cảm, những chú gà dễ mù quáng và mắc sai lầm. Thiếu tỉnh táo khi đưa ra quyết định quan trọng có thể khiến bạn hối hận về sau. Điều này cũng ảnh hưởng đến công việc của con giáp này. Bản mệnh đang phải cạnh tranh gay gắt với đối thủ, chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ nhận phần thua về mình. Sức khỏe trong năm Canh Tý của tuổi Đinh Dậu khá tệ, vừa mệt mỏi về thể xác vừa căng thẳng về tinh thần. Những suy nghĩ tiêu cực cũng có thể đẩy bạn vào ngõ cụt. Xem phong thủy 2020 thì cửu tử quý nhân tinh bay vào cung chính nam. Nếu mệnh chủ biết sắp xếp phong thủy hợp lý ở vị trí này thì có thể giúp cho nhân duyên thêm vượng. Ở góc này trong nhà thì nên giữ ánh sáng thường xuyên chiếu rọi, ngoài ra có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ để tăng hỉ khí. Điều này không chỉ tốt cho nhân duyên mà còn tốt cho sức khỏe, gia đình có người hay ốm yếu, bị bệnh về tỳ vị thì đừng bỏ qua. Để giúp cho tài lộc thêm vượng sắc, người tuổi Đinh Dậu còn phải giữ cho đại tài vị năm 2020 là phương Tây Bắc trong nhà được gọn gàng sạch sẽ. Cửa chính, cửa sổ, bếp, bàn ghế, giường ngủ đặt ở vị trí này cực kỳ tốt, có được tài vận không tồi. Thêm nữa, con giáp này còn cần lưu tâm đến phương vị chính Bắc là phương mà sao Tam Bích chủ về thị phi bay vào. Nếu phong thủy ở đây trái chiều thì sẽ gây ra những tác động tiêu cực lên sự nghiệp của bản mệnh. Tốt nhất trong năm ở vị trí này không nên sửa chữa động thổ, cũng không trồng cây xanh hay là để đồ dùng màu xanh lá, xanh lam ở đây. Có thể dùng đồ màu đỏ sẽ thúc vượng vận trình, hóa giải sát khí. Để hạn chế bất tà khí xấu ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy mang theo bên mình phù Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu tài lộc, mang lại sức khỏe, bình an. Như đã hứa ngay từ đầu, chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Đinh Dậu, Thái Tuế phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào những video lần sau.